Rồi, hello chào anh em. Như đã hứa đợt trước á, thì mình sẽ làm full clip về cách mà mình ráp làm cái nồi R15 V3 để cái con bốn số của mình như thế nào ha. Nói chung thì mình cũng đã đi được 7.000 cây rồi, 7.000 cây gì đó rồi. Thì đánh giá ưu điểm nhược điểm trước đi ha. Thì cái ưu điểm của cái nồi này á, là dồn số thoải mái, nó không bị gãy bánh. Đúng như cái những gì mà sản xuất á, người ta đã làm cho nó, thiết kế cho nó ha. Đó là cái thứ nhất về ưu điểm, là có nghĩa mình dồn số này từ 4 về 3 về 2 về 1 mình có thể đặt thẳng luôn, có nghĩa là khi mà mình dồn gấp như vậy ấy, là cái bánh số 1 nó vẫn lết nha anh em, nó vẫn lết, nhưng mà khi mà nó đạt, nó ghi cái máy đến một mức nhất định đó, là cái bánh nó không lết nữa, bắt đầu nó sẽ quay. Cái này thì rất là khó để chia sẻ được cái cảm nhận, nhưng mà nếu mà anh em nào đã trải nghiệm rồi ấy, thì anh em biết cái nồi này nha, đi tour cuối vẫn ok, đi tour cuối đảm bảo, tại vì cái lực, cái thiết kế của nó là nó ship, nó ép hai cái bố vô á, thì đợt trước mình đã kiểm tra, mình cũng đã giải thích cho anh em xem rồi. Đó là về phần ưu điểm. Còn về phần nhược điểm á, là khi mà chế lên cái này á, là chế lên cái con E35 bốn số này á, mình thấy rất là khó chế, rất là khó để chế, thì có vậy thôi. Thì cái ưu điểm nhược điểm là vậy. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là khi mà mình làm cái clip này á, không phải là mình chỉ anh em cách mà mình làm cái nồi R15 V3 ráp lên con bốn số như thế nào, và kể cả năm số cũng tương tự như vậy thôi, thì không phải là mình chỉ dạy anh em nha. Có nghĩa là mình làm này để mình chia sẻ những cái gì mà mình đã làm bên trong, mình có thể chưa hoàn hảo, nên là anh em có thể bắt được những cái lỗi của mình, thì lúc đó anh em có thể comment bên dưới để mình cùng trao đổi, để mình có thể hỗ trợ trao đổi với nhau để mình xử lý cái nồi này nó tốt hơn ha. Thì đó là về vấn đề mà mình muốn nói. Thì hôm nay mình sẽ mở cái nồi này ra và mình đo kiểm từng chi tiết cho anh em xem, và mình cách mà mình làm như thế nào, tiện đồ, rớt đồ, rồi móc, rồi nói chung là khi mà mình muốn về cái nồi zin rất là dễ, mình chỉ cần rút bỏ cái nồi này ra, ấp cái nồi zin vô, bộ nồi zin vô là xong. Còn cái nồi này thì vẫn vậy thôi, mình chế là chế dựa trên cái nồi này, chứ không phải là chế trên cái đồ mà đồ zin đó, chế là chế dựa trên cái nồi R15 V3 ha. Còn khi mà đồ zin á, chỉ là mình mắc cái lóc nồi ra thôi, để cho nó vừa cái nồi R15 V3 nó nằm vừa lọt vào trong cái lóc như vậy ha. Rồi, ok anh em ha. Thì bây giờ mình sẽ mở cái nồi này ra để mình đi làm cái mâm ép đó. Thì mình sẽ nói thêm với anh em đợt mình mới xả nhớt ra. Hiện tại là mình đang đi 7.001 nha anh em. Thì cái bảnh nhớt 7.001 này đi cũng đi Nha Trang về mình vẫn thấy nó đỏ âu à, chứ có đen nhiều, không có bà bố nha anh em. Bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem ha. Vừa rồi thì mình cũng kiểm tra là nó đâu có bà bố đâu, không bào gì hết. Tất nhiên là khi mình mới gắn vô á, là nó sẽ tự bào lại cho nó đều nha. Mấy cái lá bố này khi mà người ta sản xuất ra nó không có đều đâu nha anh em, nó sẽ bị ấy nha, tại vì do nó giấy mà, nó bằng giấy, nên là đưa vô là chạy một thời gian ngắn là nó sẽ tự đều lại á, chứ không phải là nó bị lỗi gì nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tới nói cái vỏ nồi trước. Thì cái vỏ nồi này á, là hình như là mình móc mỗi bên ra là 2 ly mấy á, 2 ly mấy. Cái này mình móc bằng tay nha anh em, móc bằng tay chứ không phải là móc bằng máy nha. Tại vì cái máy này người ta không có khuôn để móc máy. Thì nói chung là cái này á, thì máy nếu mà để làm, để chế cái máy này móc á, thì mình nghĩ là chế được nha, chế được. Mình nghĩ là cũng dễ thôi, nhưng mà mình chưa có làm đó, mình chưa có thử làm đó. Anh em thấy mình móc tay không? Thì đây mình cho thêm anh em sát luôn. Anh em thấy không, mình móc nói chung là cũng hơi ghê. Cái này không phải là dấu mà bị kẹ đâu nha. Này, anh em thấy cái lằn này không, là do nhớt nó văng lên đấy, nó văng lên nó tạo ra những cái này, chứ không phải là bị kẹ đâu nha anh em. Đó nè, anh thấy không đó, nói chung là không có kẹ cái gì hết á. Cái này nó không có kẹ gì hết, dấu của nó vậy thôi chứ không có kẹ. Ở trên cái lưng nếu mà nó kẹ là nó kêu rất là ghê ha. Thì cái này á, mình móc ra bự ra, nhưng mà cái quan trọng nhất là nó không có bị thịt, nó vẫn còn dày á, thịt nó vẫn còn dày. Cái này nếu mà mình muốn làm nó thì mình có cái máy á, mình móc bự ra thêm một xíu nó tầm ly nữa là ok đó, tầm ly nữa là ok. Nhưng mà hiện tại này nó không có đụng kẹ cắn gì hết ha.
Quan trọng là cái thịt chỗ này nó vẫn còn nhiều để nó không bị liếm vô cái phần bên này, liếm vô cái cốt trên đấy ha. Rồi thì cái này nó cũng dễ thôi, cái nhưng mà móc cái này lâu lắm. Nếu mà mình có máy thì mình móc nhanh, còn nếu mà mình móc tay thì lâu cũng nha, lâu lắm. Để mình cho anh em xem đây, để mình cho anh em xem cái nồi trước khi mình bắn ra nó như thế nào nha. Thì cái này quay rất là nhẹ nha anh em, mình cũng đã nói ở clip trước luôn rồi, cái mâm này này mình quay rất là nhẹ, và khi mà mình siết á cái con ốc này nó vừa bằng cái hạt đầu cốt cốt số này luôn. Thì mình có đem đi rớt cái mặt này, đem đi rớt cái mặt ở trong này. Bây giờ mình sẽ tí nữa mình bắn ra mình sẽ cho anh em xem. Thì khi mà mình làm như vậy á, thì để mà làm được cái này nhẹ nha, để mà làm được cái này nhẹ thì mình phải xử lý cái khâu ở bên trong, xử lý cái khâu ở bên trong làm sao mà cho nó vừa bằng thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái chuồng heo với lại cái nhông hú của thằng 135 năm số mình mua cũ mình đem đi tiện ha. Tí nữa mình mở ra mình cho anh em tí nữa mình để đấy mình đo cho anh em xem luôn chứ mình lười mở ra quá. Đây này. Đây này mình sẽ, bây giờ anh em nhìn này, không chụp giật nha. Thấy không? Cái nồi này không chụp giật nha, nhưng mà khi mà mình ấn vô này. Đó anh em thấy ấn vô là nó bị nó hồi về không? Tại đằng sau này á, khi mà mình rớt cái khâu nó phù hợp á thì bắt đầu mình thả cái con long đèn chống giọng vô thì nó sẽ có đàn hồi, nó làm đàn hồi cái chuồng heo này. Ấn vô hồi về này. Đó anh em thấy không? Khi mà mình ấn vô nó hồi về thấy không? Tại sao nó phải làm cái long đèn chống giọng đó? Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem xong khi mà mình chưa bắn ra á, bây giờ mình sẽ bắn ra mình có nhiều cái để mình nói với anh em hơn. Cái gì giữ lại đúng ra mình có phải có cái vam ở đây này. Mình bắn lại tệ mình đi rớt lại cái mặt này trong luôn. Tại bữa mình ra mà ngu, nó ra nó ngu nhiều quá. Cái đây là cái phe của cái thằng cái phe gài con ốc của cái thằng R15 nha, mình không xài lại được cái phe zin. Tại vì sao? Tại cái phe zin là nó có một cái nghèm ấy đây giữ nó. Thì nếu mà làm vậy thì nó bị cấn cái mâm ép ở ngoài. Cấn nó mâm ép ở ngoài nha anh em. Thì mình phải xài đúng, phải xài cái phe này của nó. Rồi. Rồi cái thứ nhất. Bây giờ mình sẽ lôi ra. Đó anh em thấy không? Ở trong là nó có cái gì? Ở trong là nó có cái khâu cái long đền. Cái này nếu mà không có cái này thì không vô số được. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình không có cái này á, nó không làm khoảng hở cho giữa cái chuồng heo với cái thằng này á, thì mình ép vô nó cấn. Nó cấn nha. Người ta thích, nói chung là người ta thiết kế rồi, mình cứ duy gì thôi. Cái này cũng là long đền của thằng thằng F155 hoặc là R15 đều được nha anh em. Sao cái này nó sượng người ta. Sượng trong hơi sượng. Để hơi sượng. Kệ nó không sao. Bình thường. Thôi, thì đây là cái chuồng heo. Chuồng heo của thằng 155. Đây là chuồng heo 155 nha anh em. Bây giờ mình sẽ mở ra anh em, mình cho anh em xem cái mã. Mã của nó là FCC này. Đó, mình mua nói chung là chuồng heo hãng luôn đấy, heo zin hãng. Mình bây giờ mình mở ra mình không cần đánh giống nhông luôn. Bây giờ mình không cần đánh giống nhông nha anh em. Vừa mình làm cái này thì mình hiểu nó nên là mình không cần đánh giống nhau. Đây anh em, cho anh em xem chuồng heo 155 đây. Đó, mình rớt cái mặt ở bên ngoài rồi. Rồi, thì đằng sau cái thằng này mình thiết kế làm sao, mình chế làm sao. Đây, đây là cái long đền chống giọng. Đây anh em, mình thấy không? Đây là cái long đền chống giọng nha. Long đền chống giọng, đấy. Rồi bắt đầu mới tới cái khâu. Đó, cái khâu mình rớt này, cái khâu zin ấy, khâu zin của thằng 4 số ấy, bắt đầu mình, anh em thấy mình rớt không? Bây giờ mình sẽ đo anh em xem tại sao mình lại không để cái long đền này. Tại sao mình lại không để cái long đền này vô đây để cho nó ngay. Rồi mình mới để cái khâu này. Tại sao mình không để vậy mà mình để ngược lại? Tí nữa mình sẽ nói cho anh em xem luôn. Mình cũng đã để rồi, mình cũng đã bị rồi. Khi mà mình để như vậy á là nó vô số cứng nha anh em. Số
đứng tại chỗ vô số, rất là cứng, rất là nặng. Còn nếu mà mình quay ngược lại mình cho nó ra thì mọi thứ bình thường, mọi thứ như zin luôn, bình thường, không có vấn đề hết. Khi mà mình ráp lại đi rồi mình sẽ cho anh em coi mà mình vô số như thế nào, mình đi số, mình dặm số, nói chung là mình chạy luôn á, mình chạy mà mình không cần bóc cô luôn. Tất nhiên là nó vẫn phải giật đó, nhưng mà nó giật vừa phải, giống như zin thôi đó. Anh em thấy không, đây là cái lồng đèn chống dòng, khâu tới lồng đèn chống dòng. Bây giờ mình sẽ đo kỹ rồi cho anh em xem ha. Chung là cái cốt này vẫn là như zin, không có đụng chạm gì cái khúc này hết á, không có đụng chạm, chỉ có đụng chạm cái thằng này, thằng nhông nhỏ này. Rồi rồi, ok anh em ha. Thì mình bày ra đây. Tại sao mình bày? Thì đây là cái phần mà trên đây là cái phần trên máy nha anh em. Đây là trên máy R15V3 mình đang ráp này. Còn cái phía bên này á, phía bên này là những cái mà đồ zin và những cái mà mình đồ chế mình nó bỏ ra. Mình nói chung là mình đã để thử á, mình để thử nghiệm á. Thì có những cái khâu mình đóng ra luôn rồi này. Rồi cái này này, cái phần đằng sau á, mình rớt luôn cái bỏ cái nhông luôn này. Nói chung là mình thử rất là nhiều cách. Đó. Thì cái này mình sẽ nói sau đi, tí nữa tới đục tới cái này mình nói sau. Bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ nói tới cái lẫy ngoài trước. Cái lẫy ngoài là cái mâm ép ở ngoài trước này. Rồi, thì khi mà mình lấy cái nồi R15V3 này về á, là anh em biết là ở đây nó có một cái ở đây là những cái xe đời sau này á, Yamaha nó thiết kế là như 135 5 số, 150, 155 hay kể R15. Mình R15 phản R15 thì nó thiết kế ở đây có một cái ti côn để nó đẩy cái mâm ép này ra. Nói chung là trong cái cốt số á, là nó có một cái ti với cái viên bi. Cái viên bi để làm gì anh em? Cái viên bi nói chung là để cho nó quay á. Nó trong nó quay cái ti với cái mặt này này. Với lại một cái ti nhỏ ở đây này thì nó quay với nhau á, nó quay trơn với nhau. Cái viên bi nó giúp là để giảm ma sát thôi, giảm ma sát ha. Đẩy ra đẩy vô để giảm ma sát. Rồi. Thì cái thằng này á nó thiết kế như vậy, còn mình á là 4 số á, là nó là cái má ngoài, nó lẫy ngoài. Nói chung là bây giờ mình xử lý lại để mình gắn được cái lẫy. Nói chung là mình gắn được cái lẫy zin nha, mình không phải chế móc cái lẫy gì hết. Lẫy này là lẫy zin của thằng 4 số luôn, mình giữ nha lại để mình xài. Thì ở trong đây cái lỗ này mình móc bự ra là 18 nha anh em. Móc bự ra là 18, cái này là do hôm bữa là mình móc có 15 thôi, nên là mình đã lấy máy móc tay á, mình móc ra 18. Nói chung là anh em móc 18 là ok rồi. Mình thấy là móc 18 là ok rồi. Đó, nếu mà mình móc 20 á, thì nó liếm vô trong đây quá. Mình thấy nó móc 20 cũng được, móc 20 cũng được ha. Nói chung là từ 18 đến 20 là ok. Đó. Cái này mình sẽ đem đi mình móc lại, móc cho lỗ tròn lại. Cái thứ nhất là một lỗ này. Cái thứ hai là ở trong đây cái lỗ này này. Đây, mình sẽ cho anh em xem, anh em thấy cái cộng đồng không? Anh em thấy cộng đồng không? Đó, anh em thấy cộng đồng mình đóng mua. Tại sao mình đóng cộng đồng? Thì mình đã nói ở clip trước rồi. Do ông thợ thiện ông móc cái lỗ này bự quá, nên là mình mới đóng cái lại cho nó cứng nó chắc ha. Nhưng mà nếu mà mình không đóng thì mình cũng đã thử rồi, nếu mà mình không đóng nó lỏng thì nó cũng không có bung được, nó cũng không có bung được cái bạc đạn này ra, nó không có rớt bạc đạn ra được nha anh em. Đó, tại vì cái lẫy lúc nào nó cũng giữ cái này mà. Thì cái bạc đạn này là mình đang đi bạc đạn 6001. Tại sao mình thấy cái bạc đạn 6001 là phù hợp nhất rồi? Mình phải chọn được cái lỗ đường kính ở trong này nó bằng với cái lỗ của cái thằng bạc đạn zin. Còn cái lưng này nó lớn bao nhiêu thì kệ nó, cái viên bi này càng lớn thì nói chung là nó cái tiếng của nó hơi xào xào nhẹ ha. Cái khi mà cái bạc đạn này này nó lớn hơn một chút so với lại cái hàng cái viên bi này, nó lớn, cái vòng bi á nó lớn hơn cái bạc đạn zin á, thì cái tiếng khi mà nó không có nhớt á là nghe nó hơi xào chút thôi, nó hơi xào chút thôi ha. Đây anh em, mình đóng cho anh em xem luôn, nói chung mình cũng không có cứng lắm đâu, nó cũng nhẹ hều à. Nè anh em nhìn cái lưng ở trong nè, em thấy không, nó có một cái gờ ở đây, nó có một cái gờ ở đây, họ sấn con dao bị lỗ này nên là nó có cái gờ ở đây, ở trong thì nó vừa bằng thôi. Đó, mình sẽ rút cái cộng đồng này ra rồi mình bỏ ra ngoài đi, rồi mình đằng nào mình cũng đi móc lại mà, rớt lại mà. Đây bây giờ mình sẽ đo cái lưng cho anh em xem, đo cái lưng một đạn ha. Thì mình thấy cái bạc 6001 là phù hợp nhất rồi. Còn anh em muốn tìm cái bạc đạn nào khác mà nó phù hợp hơn đó, thì cái này tầm 28 nha anh em.
28 thì mình nghĩ là kêu họ rớt tầm 27-9 là ok rồi. 27-9 là đóng nó vừa khít luôn. Đó. 27-9 là ok nha anh em. Rồi, đó, xong cái mâm ép ở ngoài. Xong cái mâm ép nha anh em. Còn tới cái thằng mâm trong. Tới cái thằng mâm ép trong. Thì cái thằng mâm ép trong á, đây, để mình đo với lại cái mình không nhớ là cái kia bao nhiêu nha. Hình như là cái này16. Cái bề dày của cái thằng zin này này, cái mâm đây là mâm zin nha, mâm ép zin của thằng 4 số á. Đó, thì bề dày của nó là 16. Ở trong đây hình như là mình móc cũng là 16 luôn. Nói chung là mình móc cái này xuống á để cho nó vừa, để gắn vừa thôi anh em, bắt ốc thôi. Nhưng mà do là này, cái này là mình để 17 luôn này. À, cái này 17. Tầm 17. Mình đo lại coi. 16 anh em ơi, 16 à. 16 năm rồi. Đó, thì đợt vừa rồi á là mình móc cho nó bằng 16. Nhưng mà mình cảm thấy nó vẫn thiếu nha. Bắt ốc nó vẫn bị bằng cái cốt ở ngoài á, nên là mình sẽ cho nó về 15 luôn. Mình nghĩ là mình sẽ nên cho nó về 15. Đó, mình cho nó về 15. Tại vì cái mặt này sao nó xấu, mình đi rớt cái mặt này. Khi mà mình rớt cái mặt này á là mình rất thiếu. Bắt đầu mình mới lấy cái máy móc á, mình móc thì nó sần sùi như vậy. Bây giờ mình sẽ xử lý cái mặt này lại. Rồi tiện mình cái mặt này này. Đợt trước là mình nó hơi bị bào, do là mình bị đi cái tu phan thiết á. Thì khi mình đi cái tu phan thiết về mà nó bị thiếu dư máy. Khi mà nó dư máy thì nó làm nó bào cái này. Nói chung là nó bào cho nó trơn láng. Bây giờ mình sẽ rớt lại hai cái mâm ép này ha. Cái này thì mình không có đụng gì hết. Mình chỉ đụng cái mặt này. Là cái mâm này mình chỉ đụng cái mặt này. Cái lưng ở trong đây. Móc cái lỗ này. Ha. Là xong rồi. Còn lại đâu có đụng gì đâu cái mâm ép này đâu. Đó. Mâm ép là ok ha. Rồi tới cái thằng chuồng heo. Thì tại sao mình đi cái chuồng heo của thằng 155 mà mình không đi của thằng 150? Rồi, thì để bây giờ mình so sánh anh em xem là cái nồi chuồng heo của 150 và cái chuồng heo của 155 nó khác nhau chỗ nào, và tại sao là mình lại đi của 155 mà mình không không muốn đi của 150 ha. Thì cái lý do đầu tiên đây, thằng 150 á là anh em biết đằng sau nó có một cái nhông mình đã dớt bỏ anh em. Nếu như mình không dứt bỏ thì nó sẽ cấn cái tạ gen ở trong đây. Đó anh em, nếu như mà mình không bỏ cái nhông đó thì nó sẽ cấn cái tạ gen ở trên đây. Nó chỉ cấn cái tạ gen thôi. Đó, cấn cái khúc này, cấn cái ngấn ở trong cái tạ gen này này. Đó, mình buộc mình phải dứt bỏ, tại vì cái lỗ ở trong đây, khúc trong đây nó nhỏ, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà mình đạp số. Này anh em thấy không? Chỉ cần lấy một cái thôi, đạp một cái thôi là bắt đầu nó kêu rập. Đó, nên buộc là mình phải dứt bỏ nha anh em. Còn cái thằng 155 á thì mình mua về mình không cần phải dứt cái gì hết, anh em thấy không? Nó thiết kế chỗ này nó giống thằng 4 số một chút. Đó, nó giống cái thằng 4 số một chút. Nè anh em thấy không? Đó, nên là mình không cần phải dứt này. Nhưng mà khi mà mình dứt cái này á, cái răng này nó rất là cứng, nên là rất là thợ tiện người ta rất là ngại phải dứt cái này. Tại vì mình quen á nên người ta mới dứt cho mình thôi. Còn không là người ta sẽ không dớt đâu. Tại vì cái này rất là cứng, nó sẽ rất là hại dao. Rồi ha, thì đó là cái đầu tiên. Đầu tiên giữa cái chuồng heo 150 và 155. Cái thứ hai nữa là cái nhông, hai cái nhông này giống nhau nha anh em. 74 răng. Đúng rồi, 74 răng. Còn cái thằng này là 69 răng. Đó, nhưng mà răng nghiêng nha, giống nhau. Rồi, bật qua. Nếu mà xét về chiều cao thì cái thằng này nó cao hơn em. Cái thằng của 155 nó cao hơn hay sao? Nó dày hơn chút. Thì mình cũng không có để ý nữa. Không có nhớ nữa. Thì bây giờ nó bị bung cái này là mình cũng không có đo được. Rồi thì tại vì trong đây mình đóng cái khâu ra rồi. Còn cái khâu ở trong của cái thằng 150 á, khâu trong này là anh em mình đóng rồi. Cái này là của 135 nha. 135 năm số. Mình đóng ra mình thấy anh em thấy mình móc không? Tại sao mình móc cái này? Tại vì móc cái này á để mình móc thử, để mình móc cái này thôi, móc cái thằng 155 mà cho đẹp thôi. Thì cái thằng 150 á, cái máng ở trong này này, cái khâu ở trong của nó rất là giống cái thằng 4 số. Đây. Anh em thấy không? Hình xoắn ốc, cái thằng 4 số zin của mình nó hình xoắn ốc.
đó, khi mà nó hình xoắn ốc như vậy á, nhớt ở trong đây, nhớt ở trong đây nó được bơm từ cái cốt này ra, từ cái cốt cốt gen ra, nói chung là nó từ trong cái cốt này nè, từ tâm luôn. Thì khi mà nó bơm ra như vậy á, và cộng với việc mà cái chuồng heo này nó quay ngược như vậy nè, nó có sẽ xu hướng á, là hất cái nhớt ra đây đó, nó hất cái nhớt ra đây. Thì cái thằng anh em để ý này, hại giữa này 155 và 150, ở giữa hàng này nó có một hai cái hình khác nhau. Tại sao nó lại có hình khác nhau? Thì cái thằng 155 với cái thằng 4 số á, thì nó làm như vậy để khi mà nhớt nó chảy ra đây, nhớt nó được hất ra đây, hất ra đây thì gặp cái mảng này nó sẽ văng vô, nó sẽ văng vô cái chuồng heo nha anh em, nó sẽ văng vô cái mâm ép nha. Đây anh em thấy không, nó sẽ văng xu hướng là văng vô cái mâm ép này đó. Khi mà nó có xu hướng văng vô cái mâm ép này á, để nó nuôi bổ nha anh em, nuôi lá bổ. Anh em nhìn trong đây nó có mấy cái lỗ này đấy, anh em thấy một lỗ chưa, đây cho anh em xem một lỗ này, ba ngạnh này nó sẽ có một ba lỗ, hai lỗ này em thấy chưa, hai lỗ này nè, cái lỗ thứ ba là lỗ ngoài cùng đó. Nó chỉ theo mình nghĩ nha, thì ba cái lỗ này là để nuôi nhớt, nhưng mà người ta cũng tính toán là nó vừa đủ thôi, nó vừa đủ để cho cái lá bố mình nó ướt thôi, nó không có bị nhiều nhớt. Thì nếu mà nó nhiều nhớt như vậy á, là nó sẽ dẫn đến bị trượt anh em, nó trượt không có chạy được, nó nhiều nhớt quá nó trượt. Nào nó chung là cái lượng nhớt người ta cũng tính toán là nó vừa đủ thôi. Thôi thì mâm ép bỏ qua bên. Hồi nãy là mình nói tới cái đít đằng sau đúng không, là lợi thế của 155 á, là một cái đít đằng sau, cái thứ hai là nó có cái mảng này. Anh em thấy hai cái mảng này nó khác nhau không? Cái thằng mảng này tại sao nó lại có nha, 4 số có, 155 có, 135 4 số, 5 số có, R15 có, riêng cái thằng 150 lại không có nha anh em. Riêng cái thằng 150 nó lại là cái vòng này thôi, chứ nó không phải là cái mảng như vậy. Cái mảng như vậy để làm gì anh em? Thì như mình thấy á, lý thuyết nha, thì khi mà nhớt nó chảy ra đây, nó được bơm từ trong cái cốt số đúng không, nó chảy ra đây, thì khi mà nó chảy ra đây gặp cái chuồng heo nó quay với tốc độ cao, thì nó có xu hướng là hất cái nhớt, hất cái nhớt hình như vậy nè anh em, để mình lấy cái ba anh em, thì nó sẽ có xu hướng là hất cái nhớt xéo như vậy đó, anh em hình dung ra chưa? Đó, nó sẽ có xu hướng là nó quay như vậy đúng không, là nó sẽ có xu hướng là hất cái nhớt như vậy. Khi mà nó hất cái nhớt như vậy á, là cái mặt nó lợi dụng cái mặt nghiêng của cái này này, cái máng này, cái máng lợn này này, nó lợi dụng cái mặt nghiêng của cái máng này này để nó văng vô trong cái mâm ép. Văng vô trong mâm ép ha. Nhưng mà thằng 155 lại thua cái thằng 150 ở chỗ nào? Cái khâu này á, thì cái khâu của thằng 150 mình bữa mình đóng ra mình tìm không thấy cái khâu ở trong này, không đầu này, mình tìm không thấy nha anh em. Không biết mình để đâu á, nhưng mà anh em nếu mà anh em cầm cái nồi chuồng heo của 150 á, thì anh em sẽ để ý ở bên trong nó có những cái rãnh như vậy. Đây, cái chi tiết này rất là nhỏ nhưng mà mình thấy nó rất là quan trọng. Thì nó có những cái rãnh như vậy, 150 nó có những cái rãnh như vậy nha, cái này là mình móc. Còn cái thằng 150 anh em để ý, nó có những cái rãnh như vậy. Rãnh như vậy để làm gì? Nó phải làm theo cái chiều này nha anh em. Khi mà nó quay á, đây, nó phải làm theo cái chiều như vậy. Thì khi mà nó quay ngược lên á, là nó nhớt nó sẽ xu hướng là hất ra ngoài. Còn nếu như mà mình làm cái chiều nó ngược lại với cái chiều này á, là sần xéo như vậy á, thì khi mà nó quay với cái chiều ngược kim đồng hồ á, nhìn thẳng đối diện ha, thì cái nó quay ngược chiều đồng hồ, nó sẽ có xu hướng là hất cái nhớt ngược ra đằng sau, chứ nó không hất ra đằng trước. Đó, anh em thấy cái rãnh này nó quan trọng không? Cái rãnh này nó thiết kế người ta cũng đã tính toán hết rồi. Thì cái thằng 150 là nó lại có cái rãnh đó, nhưng mà nó lại không có cái máng lợn. Thằng 155 á, thằng 155 này này, tại sao mình phải móc cái này? Do nó cái lỗ của nó. Đó, do nó những cái lỗ như vậy thì nhớt nó ra nó không có đi như cái thằng của thằng 4 số được, nên là buộc mình phải móc cái này ha, mình móc những cái rãnh lỗ như vậy. Đây mình cho anh em xem. Anh em thấy mình móc 5 rãnh không? Nhưng mà mình chỉ móc từ ở tâm này ra đây thôi nha, từ tâm ra đây thôi. Còn đằng sau á, mình chỉ móc hai cái rãnh như vậy. Đó, anh em thấy cái rãnh nó dài không? Mình móc một cái này, để trên đây một cái nữa là hai cái. Tại vì mình không muốn nhớt nó đi bị văng đây ra, nó bị chảy ra đằng sau quá nhiều. Mình chỉ muốn là nó nuôi hết ở trong đây. Nè, nó nuôi hết ở trong đây.
không có hiện tượng cháy gì nha anh em. Đó, mình muốn nó nuôi hết đây, mình chỉ móc hai cái rãnh sâu ở đây, còn ở trên này thì mình cho nó 5 rãnh luôn, cho nó 5 rãnh luôn ha. Ok, thì tóm lại đó là lý do tại sao mình đi cái chuồng heo của 155. Rồi, ok anh em, thì mình sẽ bổ sung thêm một cái ý nữa là tại sao mình không đi cái chuồng heo 150. Thì đây là cái con 150 Jin ha. Thì anh em thấy không, cái mâm ép trong này nó không có cái lỗ để hất. Bình thường là cái chuồng heo á, chuồng heo 155 nó có cái máng nhớt để nó hất vô cái mâm ép trong này. Thì mâm ép trong này nó phải có cái lỗ để nhớt nó đẩy từ trong cốt nó đẩy ra. Nhưng mà đây á là nhớt nó đẩy thẳng ra cái tâm luôn nha anh em, bơm thẳng ra cái tâm này luôn, tâm của cốt số này luôn, nên là nó không cần phải có những cái máng mà nó hất nhớt. Nên đó lý do tại sao cái chuồng heo 150 nó không cần làm cái máng nhớt nó hất kiểu kia ha. Nó chỉ cần làm gờ vậy thôi, còn nhớt là nó sẽ bơm thẳng ở đây, bắt đầu nó quay. Nè, anh em thấy những cái lỗ này không? Đó, anh em thấy cái lỗ không? Nhớt nó bơm thẳng ở đây rồi nó búng ly tâm, nó búng, nó nuôi nhớt toàn bộ trong đây ha. Thì đó là lý do tại sao mình không đi cái chuồng heo 150. Hai thằng đều mình cần đều phải móc hai cái gờ ngoài. Đây, anh em thấy không? Mình cần phải móc hai cái gờ ngoài đây để nó không phải đụng vô cái nhông nhỏ của cốt gen ha. Nhông cốt gen mình cũng cần phải rớt đi luôn. Đấy, cái đó mình sẽ nói sau. Đó là lý do tại sao mà mình đi cái chuồng heo của 155. Mình cũng có thể đi của chuồng heo của R15V3 anh em. Tại vì cái chuồng heo là R15V3 mình thấy giá nó cao quá nên là mình không đi. Còn cái chuồng này mình nhớ là mấy trăm thôi à. Mấy trăm, 500 mấy thì phải. Đó, cái này nói chung là mình cũng đặt Shopee à, cũng không có thời gian đi chạy ra hãng đặt, nên là mình đặt cho nó khỏe ha. Cái thằng này nó tới 74 răng, còn cái thằng Jin có 69 răng thôi. Đó, nên là một vòng của thằng này thì bằng rất là nhiều vòng cuốc máy. Còn cái thằng 4 số á, cái thằng 4 số này này, cái chuồng heo 4 số á, thì một vòng của nó thì cần ít cái tua máy của cái cốt máy hơn. Nên đó là lý do tại sao mình cần phải hạ tỷ số truyền nhiều, hạ về nhông xin đĩa nhiều để nó bù lại, là nó bù lại cái tỷ số truyền em, nó bù lại tỷ số truyền. Nói chung là giờ mình tính ra rất là rườm rà. Đó, nói chung là mình phải cần phải hạ để cho nó bớt cái tua máy ở giữa đi, cốt máy đi ha. Đó, thì nếu mà anh em muốn chế chuồng heo 150 thì muốn thử thì mình thử. Còn như mình thì mình, cá nhân mình thì mình thích cái chuồng của 155 hơn. Mình thích cái chuồng của 155 hơn. Cái thứ nhất là không cần phải xử lý cái đằng sau này, rất là phức tạp nha. Cái này rất là phức tạp luôn á. Còn cái thằng 155 thì không cần, thoải mái. Mình chỉ cần móc cái lỗ ở trong là xong rồi. Mình lấy cái máy móc của mình á, móc nhỏ á, mình móc ở trong là xong. Với lại đi rớt cái gờ này, rớt bằng cái gờ này luôn em, rớt bằng cái gờ này là xong rồi. Đó. Nói chung là những thứ nãy giờ là mình chỉ cần rớt cái móc thôi, rớt cái móc thôi. Còn tới cái khâu trăng ha. Đó, nói chung là cái chuồng heo này tùy anh em thôi. Anh em thích đi cái hàng của 150 đi, còn muốn đi 150 ví dụ như có sẵn thì mình rớt cái này thôi. Cái này. Đó. Nhưng mà mình nói lại là mình không chắc chắn là nó nuôi đủ nhớt hay không nha, tại vì mình thấy nó không có cái máng này. Còn như mình làm như vậy á là nó rất là giống Jin. Nó rất là giống cái hàng 4 số. Anh em nhìn cái 4 số này, nhìn lại 4 số này. Anh em nó có cái rãnh ở trong không? Rãnh từ trong đây chạy ra đây luôn. Cái nhất, cái thứ hai là có cái máng lợn này nữa, nên là nhớt nó đi đúng như cái hướng nó đi. Nói chung là nó đi đúng hướng, nó chạy thẳng một cái mầm cái mầm ép để nó nuôi bố ha. Rồi sang ba thứ thì mình nói tới cái nhông nhỏ, thì cái nhông của thằng 155 này anh em, và cái nhông 4 số ấy, cái nhông này là nhông nhỏ của 5 số nha. 5 số mình mua cũ luôn, mình mua nhông này nhông cũ luôn á. Thì nhông đó với cái nhông này mình đưa vô mình thấy không thấy nó hú cái gì hết. Mình không thấy nó hú thì mình để chạy luôn, mà mình mở ra mình không cần đón nhông luôn. Tại vì mình thấy cái thiết kế của cái nhông này ok ấy. Kể cả cái nhông 5 số này luôn, mình đưa vô mình thấy không có hú gì hết thì mình giữ nguyên ha. Mình không có đánh dấu gì luôn nha, mình không có đánh dấu gì luôn. Thì bây giờ mình sẽ nói cách mà mình rớt cái thằng này, đem đi rớt. Thì cái nhông số này á, nó rất là cứng, nên anh em mà đi rớt á, mình chỉ cho anh em, nên khi mà anh em đi rớt thợ tiện á thì anh em làm sao mà nói khéo khéo chút. Ví dụ như thợ tiện là anh ấy cái gì rớt đi, có gì em gửi thêm kiểu vậy. Ví dụ như mình không quen đúng không, thì anh em nói sao mà cho thợ tiện người ta hỗ trợ mình ra rớt. Nói chung là rớt nhiệt tình thôi, thực sự là cái này thì cũng dễ thôi. Họ rớt thì kinh nghiệm của họ rớt cái này rất là dễ. Thì cái mặt này á, cái mặt nhông này
đúng như zin đó nha. Zin của cái nhông nhỏ này á là nó sẽ quay cái mặt này vô trong. Anh em để ý cái thằng năm số đi, cái nhông này này, cái nhông nó sẽ quay vô trong, cái phần này già này nó sẽ quay nằm vô trong. Còn rồi tiếp theo là các bạn bỏ cái nhông này vào nè. Còn như mình á là mình quay cái mặt này ra ngoài. Tại vì sao mình quay ra ngoài? Quay ra ngoài á để mình canh làm sao mà cho nó hai cái phần này này, hai cái nhông này nó bắt cặp đều với nhau. Đó thì mình quay cái này ngược ra ngoài. Anh em thấy không? Anh em thấy mình bắt không? Mình quay cái mặt này ngược ra ngoài ha, cái phần nói chung là ngược so với cái thằng 5 số 150 và 155 luôn ha. Cái mặt này thì mình rớt xuống 2 ly. Còn đường kính trong này á, đường cái thân này này, cái thân này mình rớt còn 27. Đây là mình cho anh em xem. Anh em bóng quá ta. Đó anh em thấy không? 25 27, nói chung là 27 á, mình rớt cái này 27. Rồi mình rớt cái bề dày của cái nhông này này, nó bằng với cái nhông zin thôi anh em, là mình bắt được. Ha, à, là mình bắt ok. Đó, thì cái nhông nhỏ nó chỉ có vai cho mình đi rớt, nói chung là mình đồ mình là mình rớt không à, mình đem đi rớt không à. Đây, anh em thấy không? Khi mà mình bỏ cái chuồng heo vô, anh em nhìn cái rãnh à. Nó còn có chút xíu à. Nhưng mà không đụng nha, đảm bảo không đụng. Chắc chắn luôn, không bao giờ đụng được. Đó, anh em nhìn thấy cái lỗ không? Đây mình quay cho anh em xem. Đó, anh em thấy không? Cái này chắc còn tầm 2 ly á, còn tầm 2 ly nha anh em. Đó. Đó, anh em thấy không? Nó còn chút xíu à. Thì nói chung là không đụng được. Đụng á là khi nào mà hai cái đầu này nó đảo á, nó đảo thật là đảo, mà nó đảo 2 ly là rất là nhiều nha. Mà không có lý do gì mà để nó đảo được 2 ly đâu. Không bao giờ đảo được 2 ly. Thường thường nếu mà đảo cái cốt gen này sẽ đảo, chứ cái cốt số này không bao giờ nó đảo được. Mà nó nem nó rất là thiết kế của nó rất là cứng, không bao giờ đảo được ha. Chung là mình chạy ấy, anh em thấy chạy mình đâu, mình chạy bao biết bao nhiêu cái tour rồi, mình chạy 5-7 ngàn cây mình thấy đâu có vấn đề gì đâu. Mình sẽ để cái nồi này mình đi luôn, mình sẽ không về nồi zin nha, mình sẽ không về nồi zin nữa, để nồi này mình đi luôn. Rồi ok anh em, còn một cái cuối cùng bây giờ mình sẽ đo cho anh em xem ha, là cái khâu. Và mình nói luôn là cái lồng đèn chống giọng, tại sao mình cần phải canh như vậy, canh vừa khít để nó không có bị giọng, nó không có bị giật. Đó, những cái nồi mà anh em mở ra trên cái nồi 150 mà không biết nha. Rồi tí mình sẽ nói sao, bây giờ mình sẽ đo cho anh em xem cái khâu này. Khâu này mình đem đi rớt nha anh em, đem đi rớt là 10.5. Cái khâu zin này á, anh em mua có nha, mua đầy. Trên Shopee anh em lên đặt, hoặc là anh em mua trong hãng đặt có 20 mấy ngàn một cái thôi. 30 ngàn, rất là rẻ. Nên là mình giữ lại mình lấy cái khâu zin của nó mà đem đi rớt luôn, để mình canh luôn cho nó dễ ha. Thì đây là cái khâu này. Này anh em nhìn này. Trên cái thước của mình á, là 10.5 nha anh em. Đó, anh em thấy số 5 không? Anh em thấy cái số 5 nó trùng với cái vật ở trên không? Còn ở trên này thì cái này là vấn đề mà đọc, cần vấn đề về đọc thước rồi. Đây, nó qua số 1 này. Số 5 trùng với cái vật ở trên là 10.5. Đó. Đây để mình quay cho anh em coi cho nó chính xác hơn nè, cái này nó hơi bóng. Đó, 10.5. Mình quay này để xem người ta rớt có đều không á. Đó, cũng là 10.5. Quay tiếp. 10.5 nha anh em. Khâu này mình rớt về 10.5 ha. Rồi. Rồi đây. Rồi bắt đầu mình nói tới cái con lồng đèn chống giọng. Lồng đèn chống giọng đây anh em. Anh em nhìn này. Cái này rất là rẻ nha. Đó, anh em thấy không? Cái mặt côn như vậy này. Cái mặt mà cái lòng chảo á, cái mặt mà cái chảo á thì mình cho nó ra ngoài. Còn cái mặt đít này. Cái mặt đít ở trên này, cái ngón giữa của mình ở trên này, cái phần phía bên này này, mình cho nó nằm vô trong ha. Nó tại vì khi mà nó ép vô á, khi mà nó ép vô là cái chảo này này, cái chảo đó nó sẽ hứng cái lực của cái chuồng heo này. Nó sẽ hứng cái lực của chuồng heo này. Bây giờ mình sẽ nói tại sao nó lại làm cái răng nghiêng mà không phải nó không làm cái răng thẳng ha. Đời sau này nó làm răng nghiêng hết nha anh em, không làm răng thẳng như thằng 4 số nữa. Từ 5 số là nó đã không làm răng nghiêng răng thẳng rồi. Thì
nó có một cái lý do theo mình nghĩ nha. Nếu như mà mình làm răng thẳng ấy, thì nó rất là êm. Cái này là cũng là quan điểm cá nhân thôi nha anh em. Tại vì mình chưa có số liệu để chứng minh cho anh em á là những gì mình nói là đúng, nên là những cái gì mà mình nói sắp tới đây á về răng á, răng nghiêng răng thẳng á, thì nó cũng là chỉ là quan điểm cá nhân thôi. Thì đây để mình lấy cái thằng răng thẳng này á, thì theo mình nha, nó có một cái ưu điểm á là nó êm, nhưng mà nó sẽ bị lộn xộn anh em. Lộn xộn nghĩa là sao? Là khi mà mình ráp này vô á, mà mình nói chung là mình canh sát đúng không? Mình canh người ta canh khâu đồ, người ta thiết kế đồ, nó sát hết, là nó có nghĩa là không bị dùng dịch da vô như vậy nè. Cái nồi trùng heo ấy không bị dùng dịch da vô, thì khi mà nó quay với cái tốc độ cao á, là mình nghĩ nó không có bị cố định, nó không có cố định theo một hướng. Có nghĩa là như cái thằng trùng heo của 155 đây, hoặc là 150 đi, thì nó răng nghiêng thì nó cố định một hướng, là nó sẽ xu hướng là hất vô trong. Tí nữa mình nói tại sao nó lại hất vô trong. Thì cái chuồng heo này á, là khi mà người ta thiết kế cho nó là ví dụ như là không được ra vô đi, nhưng mà nó quay á, nó quay rất là êm. Nhưng mà có một nhược điểm một cái á, là nó sẽ đánh lung tung anh em. Nó có nghĩa là khi mà mình quay với tốc độ cao á, cái răng này nó không được cố định, nó không chạy theo một cái hướng. Có nghĩa là nó, thay vì như cái thằng chuồng heo 155 đi, thì nó xu hướng là hất vô trong, thì người ta rất là dễ xử lý. Nhưng mà nó bị nhược điểm một cái là nó rộng hơn cái thằng này. Đó là lý do tại sao thằng này nó êm. Nhưng mà nếu mà về tốc độ cao á, về những cục máy lớn á, thì mình nghĩ răng nghiêng nó sẽ hợp lý hơn nhiều. Bỏ qua cái việc mà nó rộng đi, nhưng mà mình thấy răng nghiêng nó hợp lý hơn rất là nhiều so với cái thằng răng thẳng này. Đó, nó, tại vì mình chạy với tốc độ cao, nó không có cái răng này, nó đánh qua đánh lại, đánh lại, nó không có một hướng nhất định. Có nghĩa là mình đưa qua đây này, khi mà nó chạy với tốc độ cao á, nó cứ ra vô như vậy này. Nó thích thì ra đây, vô đây, thì nó làm cho cái răng của mình nó ăn không có đều. Sau một thời gian nó ăn không có đều, nhưng mà cái đấy cũng không quan trọng bằng cái việc mà nó không kiểu như cái đồ nó không có chắc chắn, cái răng thẳng này nó không có chắc chắn. Thì đó là quan điểm cá nhân của mình, thì mình nghĩ là vậy, nên sau này người ta mới bỏ cái răng thẳng này, người ta làm răng nghiêng. Rồi mình nói tới răng nghiêng, thì cái thằng răng nghiêng này mình thấy nó là ok hơn. Nếu mà mình thích chế cái thằng răng nghiêng này hơn. Giọng là do cái gì anh em, là do cái nhược điểm của cái răng nghiêng này là thôi. Nhưng mà nếu mà nói về tốc độ và cái mức độ mà hoạt động ổn định của cái thằng răng nghiêng này, nó cao hơn cái thằng răng thẳng đó, thì ý mình muốn nói là như vậy. Rồi thì ở clip trước á, mình có nói là cái răng này nó xu hướng là hất cái nồi này vô trong, nhưng thực sự là không phải anh em, mình nói lộn đấy. Nó hất có xu hướng là hất ra ngoài chứ không phải vô trong nha. Cái này thì về lý thuyết ấy, thì mình không thể nào khó diễn tả bằng hiểu lắm. Đây bây giờ mình sẽ đề cho anh em xem. Khi mà cái lực máy này nó lớn hơn cái cốt bên này, thì nó có xu hướng là cái nồi này hất ra ngoài hơn là hất vô trong. Theo mình nghĩ nha, nổ máy á, thường nó có cái tiếng giọng ở đây á, là cái nồi này nó đánh vô cái khâu với lại cái máy ép trong này nè anh em. Đó, nó có xu hướng đánh vô như vậy này. Cái nồi mà nó càng rục dịch và ra vô như vậy nhiều ấy, thì mình nghĩ là cái tiếng nó càng rộng. Tại vì cái răng này nó có xu hướng là nó đánh cái nồi này ra ngoài. Nhưng mà nó cũng có những cái trường hợp mình chạy xe á, là nó cũng đánh cái nồi này vô trong luôn. Thì bây giờ mình sẽ chứng minh cho anh em xem là cái nồi này, khi mà mình đề máy lên, là nó sẽ xu hướng là nó đẩy cái nồi ra. Cái răng này nó đẩy cái nồi ra do cái răng kia. Bây giờ mình sẽ đè lên nhanh em nè, mình đẩy vô trong nè. Bây giờ mình kê cái con long đèn này, nó sát vô đây tí, mình sợ nó đánh bay, sợ nó bay nào nè. Anh em nhìn kỹ nha, thấy chưa, anh thấy chưa, đó anh em thấy nó đánh ra ngoài chưa. Với cái tua máy mà 1.000, 1.500 đến 1.700, 1.500 đến 1.700, cái này là mới tầm cái đè này thường là tầm 500 đến 700 vòng phút thì phải. Còn với cái tua máy mà Ganty á, thì 1.000 mấy lận, thì nó có xu hướng là đánh càng mạnh hơn. Cái lực máy này càng quay mạnh thì nó đánh càng mạnh nha anh em. Này anh em nhìn lại nha. Đó, anh em thấy mình quay không? Mình đè không? Đó, anh em thấy nó cứ nhảy cái nồi ra ngoài không? Nó không có xu hướng hất vào trong mà hất ra ngoài. Anh em thấy chưa? Đó. Đó, anh em thấy chưa? Này, nó đánh ra ngoài đều nha. Cái nồi này á, rịch ra vô bao nhiêu á, là phụ thuộc vào cái tốc độ của cái thằng cốt máy này. Tốc độ của thằng cốt máy này và cái răng nghiêng này. Cái cốt máy này càng đều thì nó đẩy ra đều. Còn cái cốt máy này mà giật 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 á, thì
nó cứ đánh nhảy như vậy nè. Nè bây giờ mình sẽ đề dí đề luôn cho anh em xem ha. Anh em thấy chưa? Anh em thấy nó nhảy ra đều không? Một cái cốt dê mình nó nhảy luôn này kìa. Đó anh em thấy chưa? Rồi. Tại vì khi mà mình chế là mình phải am hiểu từng chi tiết một. Tại vì khi mà mình không am hiểu á là nó sẽ vật mình chế nó sẽ vật. Thì bây giờ mình nói là tại sao có những trường hợp nó nhảy ra ngoài như vậy mà tại sao phải có cái lông đền chống giọng ở đằng sau. Khi mà mình đi số 1, số 2, số 3 mình chạy với tua cao thì có nghĩa là tua càng lớn có phải nó đánh cái nồi ra càng mạnh không? Nhưng mà khi mà mình xuống dốc bắt đầu mình ghi số 2, số 3, số 1 đó thì lúc đó có phải là cái bánh sau của mình ấy nó sẽ ghi cái máy lại. Nó có xu hướng ấy, là nó ghi cái máy này lại không? Thì có phải lúc đó là cái lực từ cái nồi này tác động lên cái cốt rên. Đó, thì nếu mà không tác động thì làm sao mà cái máy nó ghi được? Thì khi mà nó ghi như vậy á, là lúc đó là có phải cái lực quay của cái thằng này, moment của thằng này lớn hơn thằng này không? Thì moment thằng này nó lớn hơn thằng này thì có phải là nó có xu hướng là hất cái nồi này vô trong không? Hất cái nồi này vô trong. Tại vì cơ bản khi mà mình nổ máy lên có phải là cái cốt máy này, cái moment của thằng cốt máy nó lớn hơn thằng này thì nó phải hất cái này thằng này ra. Và ngược lại hơn em, khi mà cái bộ số nó là trung gian giữa cái máy và cái bánh xe, bánh sau, nó có nhiệm vụ là ngắt moment truyền từ động cơ, từ máy sang cái bánh sau. Thì khi mà nó ghi như vậy á, thì cái trùng heo nó sẽ có xu hướng là bị hất vô trong nha anh em. Vậy thì những cái trường hợp nào mà cái trùng heo nó sẽ xu hướng bị hất vô trong anh em? Cái thứ nhất là mình đi đường đèo này, số 4, số 3, đang đi số 4 nhưng mà về số 3, số 2. Cái thứ hai là khi mà mình lên ga rồi mình hạ ga về. Cái lông đèn chống giọng thì nó giúp mình cho cái nồi nó đỡ cái lực từ cái nồi bị hất vô trong thôi anh em. Vậy thì những cái thằng S150 á, theo mình nha, lông đèn chống giọng như vậy, sau một thời gian mình nghĩ nó cũng có thể bị xẹp. Thì nó tạo ra cái khoảng hở giữa cái này, giữa cái nồi này, thì nó sẽ làm cho cái nồi dịch ra dịch vô như vậy. Nó sẽ dọc đành cằn vô cái lòng đền với lại cái má ép ngoại, má ép trong ha. Có thể là như vậy nha anh em, có thể là như vậy. Nên là sau một thời gian mình nghĩ là nên thay cái lòng đền chống giọng thôi. Tại vì chiếc S150 á, đó là mình nói những con mà sau này có lòng đền chống giọng á, mình nên thay luôn ha. Hoặc là mình đo kiểm, mà mình có thể đo kiểm được cái độ xẹp của cái lòng đền nha. Còn bây giờ là mình nói tới cái khâu. Vậy thì anh em làm sao á, rớt cái khâu này á, làm sao mà khi mà mình bắn cái nồi vô á, là giống như mình đã nói hồi nãy á. Tại lúc trước á, là mình rớt cái khâu này 10.6, nhưng mà khi mà mình về á, mình chà nhém lại nha anh em. Mình chà nhém hai mặt lại để cho nó về 10.5 lại nha. Mình chà rất là lâu, một gem mà mình chà hơi bị lâu luôn á. Thì cho nó về lại, cho nó về nhỏ lại để khi mà mình bắn cái má ngoài, má trong vô á, là nó nhẹ, để nó nhẹ, nó quay nhẹ là được. Nó quay nhẹ, cứ quay nhẹ là được nha anh em. Quay nhẹ là được. Nếu như mà mình rớt cái khâu nó dày quá, nó không phù hợp, nó dài hơn đi. Ví dụ nó dài hơn 10.5 đi, giống như đợt bữa mình là 10.6 hay là 10.6 hay là 10.7 gì đó, thì cần một gem thôi là cái này nó quay sượng liền. Quay cái này là thấy nó sượng liền, nó sượng hẳn luôn. Mình khi mà mình chế là mình phải nhớ để ý kéo cái cốt này ra, kéo cái cốt này ra để mình làm cho nó chính xác. Nếu như mà cái cốt này thụt vô làm nó không chính xác đâu nha anh em. Nhớ nha, anh em nhớ cái cốt này nha, độ rơ của cái cốt này nữa. Đó, thì về cái phần nồi R15V3 thì mình cũng đã làm cho anh em xong, coi xong xuôi hết rồi. Thì mình cũng đã đem đi cái má trong, má ngoài, đem đi rớt lại mấy cái lỗ rồi, đem mấy cái lỗ lại, rớt cái mặt lại, cho nói chung là nó quay trở lại như zin đi. Tại vì đợt bữa mình bị kiểu như cái má, hai cái má mình làm, mình không biết là mình hạ nhông trên đĩa về á, nên là hai cái má nó bị trơn rồi, nên là mình rớt lại cái mặt đó ha, cho nó nhém lại để mình chạy ngon lành. Rồi bắt đầu mình sẽ làm một clip đi review cho anh em xem, đánh giá sau 5-7.000 km về cái nồi R15V3 cho anh em xem chi tiết cái cách mà mình chế nồi như thế nào. Mình cũng đã show cho anh em xem hết rồi. Bây giờ mình sẽ ráp cái mặt vô ha, rồi mâm ép đồ các thứ vô, bắt đầu mình sẽ cho anh em nghe cái tiếng máy, rồi mình sẽ vô số cho anh em xem như thế nào ha, nó nhẹ như thế nào ha. À, còn một cái cuối mà mình quên nói với anh em á, là cái lông đền ở khâu giữa này này, anh em phải đi cái khâu của thằng 150 hoặc là nói chung là 155 ha, không được giữ lại khâu zin nha, không nên giữ lại khâu zin nha anh em.
cái khâu zin của 4 số không nên giữ lại nha. Tại vì thằng này cái hai cái lòng đèn nó khác nhau, nên là mình khuyên em là nên đi cái lòng đèn này ha. Mình chỉ cần rớt cái máy ép ngoài, máy ép trong cho nó xuống một xíu thôi. Tại vì cái lòng đèn dày này dày hơn cái thằng 4 số, nhưng mà khuyên em là nên đi lòng đèn này ha. Thì anh em thấy sau khi mình rớt cái mặt mâm ép về nhìn nó láng bóng đẹp trai không? Đó, mình thì rớt lấy bằng cái mặt ở trong ha, lấy bằng cái mặt ở trong này. Rồi cái mặt ở ngoài thì mình cũng rớt luôn. Rồi thì sau khi mình bắn cái mâm ép này vô, bắn nồi vô ha, thì khi mà mình quay rất là nhẹ nha anh em. Nhẹ nhưng mà anh em để ý kỹ thì anh em sẽ thấy được cái độ đảo. Nhưng mà nó đảo đây không đáng kể anh em, đảo không đáng kể. Đây là sau khi mình bắn